Phần đầu tiên là thầy cô trình bày với các thầy cô ở phía dưới ha. Thì các thầy cô trong tổ ngôn ngữ văn thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà đọc một cái tác phẩm truyện ngắn đó không phải là một việc xa lạ. Tuy nhiên là việc hướng dẫn học sinh đọc như thế nào để các con có thể cảm nhận được trọn vẹn những cái nội dung tư tưởng, những cái cảm xúc, những cái nghệ thuật ở trong cái tác phẩm truyện thì cũng là một cái vấn đề mà thầy cô chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình dạy học. Và xác định được cái mục tiêu như vậy, cho nên là nhóm ngữ văn 12 bao gồm có em, có thầy Tân và có cô Khoa cùng nhau xây dựng cái giáo án trong cái tiết học này, và đó chính là cái chủ đề cái bài học ngày hôm nay. Dạ, về cái mục tiêu bài học thì sau khi học xong bài này, các em học sinh sẽ rèn luyện cái kỹ năng đọc hiểu truyện ngắn theo cái đặc trưng thể loại, và tiếp theo các con sẽ phân tích được những cái nét đặc sắc trong nghệ thuật viết truyện của các nhà văn, và đặc biệt là cái màu sắc địa phương trong từng cái tác phẩm của các nhà văn chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay. Và cái một cái mục tiêu nữa đó chính là thông qua những cái tác phẩm văn học, các con sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, của con người, và những cái đặc biệt là những cái giá trị văn hóa dân tộc thông qua văn học. Và điều này nó sẽ càng đặc biệt có ý nghĩa hơn nữa đối với học sinh lớp chúng ta. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là các con sẽ đi du học và sẽ tới những cái chân trời mới. Và đó chính là cái mục tiêu của bài học này. Xin chào mừng hai chị. Mới gặp thầy đang là đối thủ với kia. Chào mừng thầy Thông. Dạ. Và để không có được cái tiết học này thì cô trò chúng em đã thực hiện các bước như sau. Tiết đầu tiên thì giáo viên sẽ triển khai cái chủ đề, mục tiêu, cách thức thực hiện, hướng dẫn các bạn cách đọc và đọc mẫu của tác phẩm tại lớp. Sau đó thì giáo viên sẽ giao nhiệm vụ, đó là cái bản câu hỏi gợi ý về cho các em học sinh. Và sau đó các em sẽ làm việc theo nhóm trong thời gian thực hiện là một tuần. Các em vừa làm ở trên lớp và vừa làm ở nhà. Sau đó giáo viên sẽ nhận tác phẩm từ các nhóm, góp ý và chỉnh sửa. Và thành quả ngày hôm nay các con sẽ báo cáo ở đây, và các bạn ở trong lớp mình sẽ cùng theo dõi và nhận xét, đánh giá cũng như là chấm điểm cho cái sự cố gắng của tất cả các bạn. Và đó là các cái bước triển khai. Trong tiết học này, cô trò chúng ta sẽ đi qua những cái nội dung như sau. Chúng ta sẽ có phần khởi động, và một cái phần hết sức thú vị là cái công sức của các con đã rất là cố gắng, và thực sự cô cũng rất là bất ngờ khi mà các bạn đã chuẩn bị rất là kỳ công như vậy. À, phần tiếp theo sẽ là phần nhận xét đánh giá, và cô sẽ là người chốt lại một chút xíu ở cái phần tổng kết cuối cùng. À, để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tới một cái phần rất là thú vị, rất là vui kiểm tra việc đọc truyện ở nhà của các con. Được rồi, xin mời tất cả mọi người chúng ta sẵn sàng vào ca hút con nhé. Bạn sẽ ghi tên của mình con ha. Chị lại con gái, chị lại cháu họ hàng xa, chị lại con dâu cũ, hay là chị là một người hàng xóm? Rồi, chúng ta
là con dâu cũ của gia đình ông Bằng. Đây là câu hỏi tiếp theo. Ông Dâu, mình có câu cuối cùng thôi. Ai được xem là hạng mục vàng của Hà Nội? Đó là người con trai lớn, con Hiền, chồng con Hiền, là nhân vật tôi hay là tôi Hiền? Rồi, không chỉ nhau nha. Được rồi, đáp án là cô Hiền con ha. Trong chuyện một người Hà Nội cố chọn chồng, cô là người làm công việc gì? Là bác sĩ, là kỹ sư, là một ông giáo cấp tiểu học hay là một cán bộ? Ông giáo tiểu học thì không? Vậy là có hai bạn trả lời nhầm một tí xíu ha. Và câu hỏi cuối cùng. Mình đã chuyển lên rồi. Câu cuối cùng nha. Ở đoạn cuối truyện, khi nhân vật tôi đến thăm thì cô Hiền đang làm việc gì? A. Lau dọn bàn thờ, B. Bán hàng hóa, dạy cháu học hay là lau đánh một cái bát thủy tiên? Nhỏ thôi đúng không? Sai là các chị giải thích
Đầy thử thách và khó khăn của cư dân Việt trên vùng đất mới. Mấy người có gì ở tôi nữa. Dạ ông ơi, con nghe là ông bắt cá sấu bằng tay không á, ông chỉ cho con biết mấy
tôi chỉ đào một lối thoát trước, xong rồi tôi gửi cái cây cắp kèm với cả cây sợi đế không, tôi đốt hai cái đó lên, nung nóng con sấu, khiến nó bị cay mắt, khó thở, nên nó phải bò lên trên, lúc mà nó bò lên trên thì tôi kiếm một cái khúc mốt, tôi nhét vào mồm nó, và như vậy là tôi dính hai cái hàm lại với nhau, không thể cắn ai được. Thì rất là đơn giản, tôi lấy cái mát sẵn cái lưng nó, cắn cái phần đuôi, cắt cái đuôi đi, rồi buộc hai cái chân lại và xách nó về. Có người thấy không? Ủa, đây đây phải có cái hai đứa mình sau khi mà đã nghiên cứu tác phẩm thì kèm đó, tụi mình đồng ý là cái khoảng cách mà tụi mình
cô đơn của ông bạn được giải tỏa. Rồi cộng thêm đó là vì là 30 Tết, cho nên là tất cả mọi người đều hướng về nguồn cội và hướng về những cái bản sắc dân tộc rất là đẹp của Việt Nam, thế nên là mình cảm thấy đó là một cái tình cảm rất là xúc động trong hương vị. Em thấy rất là cảm thấy cảm xúc động ha. Thì tác giả nói rằng là tác phẩm này là đã nhắc nhở chúng ta rằng là phải luôn lưu giữ những cái bản sắc dân tộc, những cái bản sắc dân tộc nhất là vào những cái ngày Tết hàng năm. Thì đối với mình á, thì mình nhìn qua những ngày Tết thì mình rất là thích mà được đi chúc Tết họ hàng gia đình của mình, và cũng rất là thích được mọi người lì xì và mừng tuổi. Thì mình không biết các bạn thích cái nét đặc sắc gì của ngày Tết gì. Và trong cái chủ đề luôn rằng là mình muốn hỏi là các bạn đang là một cái thế hệ tiên phong, các bạn cũng đang chuẩn bị đi du học qua những cái nước khác rồi. Thì mình cũng muốn hỏi rằng là các bạn suy nghĩ sao về việc là chúng ta nên giữ gìn những cái bản sắc dân tộc này trong một cái thời buổi mà đang có rất là nhiều văn hóa của những nước khác đang du nhập vào Việt Nam. Nghĩ là một trong những cái nét đặc sắc của ngày Tết là mình thích nhất là khi mà mình làm bánh chưng cùng với gia đình. Và mình nghĩ là nói chung cái bản sắc dân tộc của Việt Nam, các truyền thống, các phong tục của Việt Nam là một điều mà các thế hệ trẻ đặc biệt là hiện tại có một cái trách nhiệm, một cái nhiệm vụ rất là lớn để giữ gìn nó. Tại vì thế hệ hiện tại thì là chúng ta thấy là công nghệ 4.0 và hiện đại hóa, công nghiệp hóa rất là cao, cho nên là nếu mà chúng ta không giữ gìn những cái bản sắc dân tộc này thì nhanh chóng nó sẽ bị biến mất đi trong tương lai. Cho nên mình nghĩ đó là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải làm, đó là một cái vấn đề rất là cấp bách của thế hệ trẻ hiện nay. Wow. Câu trả lời quá chính xác. Mình nghĩ đó là phần mà ta có thể kết thúc talk show ở đây. Mình cảm ơn tác giả, cảm ơn khán giả vì đã tham gia thời gian talk show. Đó
tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đôi nét về Hà Nội gồm lịch sử, văn hóa và địa lý. Sang phần thứ hai thì chúng ta sẽ phân tích kỹ về nhân vật cô Hiền cùng với lại nét đẹp ở Hà Nội và thời điểm đó. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một vài nét về lịch sử, văn hóa và địa lý của Hà Nội. Thì đầu tiên là sẽ là phần địa lý do bạn Pháp thực hiện. Thì bạn ơi, thì anh đã nhắc qua rồi nhưng vẫn có thể mọi người có thể cho mình biết Hà Nội là gì của Việt Nam không? Thôi bạn chi anh? Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Đúng rồi. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam với diện tích là 3.358 km2 với dân số là 8,25 triệu người, là một thành phố trực thuộc trung ương và là một đô thị là đặc biệt của Việt Nam. Thì mọi người biết Hà Nội nằm ở đâu không? Hà Nội nằm ở phía bắc Việt Nam, nhưng mà nếu nói đúng thì nằm ở phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, với địa hình bao gồm đồng bằng trung tâm, vùng đồi núi phía bắc và vùng đồi núi phía tây của thành phố. Dạ, cảm ơn mọi người. Sau đây chúng ta tới đến với lịch sử về Hà Nội ha. Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, thời kỳ Nguyễn, Trần và rất nhiều thời kỳ khác. Bước ra từ cuộc chiến, Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thủ đô của đất nước đến giai đoạn hiện tại và hiện nay Hà Nội vẫn là thủ đô Việt Nam. Về văn hóa đặc sắc thì Hà Nội là trung tâm của nhiều văn hóa lớn nhất của Việt Nam, có nhiều phong tục mang tính truyền thống như là lễ văn ngũ quả, sông đất, vì xì, cúng ông táo, là cái nôi của những vị vua hùng, danh nhân và những danh nhân, doanh nhân được dân gian ca ngợi. Có những lễ hội dân gian truyền thống như lễ hội chùa Hương, lễ hội gò đống đa, lễ hội đền Hai Bà Trưng và lễ hội Hai Bà Trưng Mê Linh và như là lễ hội chợ Viền. Ẩm thực mang đậm tính truyền thống như là phở Hà Nội, bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lạ Vọng. Thì sau khi mà tất cả chúng ta biết các thông tin về sơ lược về Hà Nội rồi á, thì chúng ta sẽ tới nói tới nhân vật cô Hiền. Cô Hiền, trước khi mà chúng ta phân tích qua những gì mà tác giả cho chúng ta thấy trong tác phẩm, thì chúng ta sẽ giới thiệu sơ lược về cô Hiền trước. Cô Hiền là nhân vật chính của câu chuyện, và đối với nhân vật tôi thì cô Hiền chính là chị em đôi về ruột với mẹ, và nhân vật tôi thể hiện một cái tình cảm quý mến rất là to lớn đối với cô Hiền, mặc dù không miêu tả ngoại hình, nhưng mà cô Hiền lại được miêu tả ở các thời điểm lịch sử khác nhau của dân tộc, cho ta thấy sự biến. Cho dù thời gian có thay đổi thì các phẩm chất của một con người Hà Nội cũng không hề phôi pha trong con người này. Bây giờ chúng mình sẽ phân tích kỹ hơn về những gì cô Hiền đã thể hiện qua tác phẩm nhé. Đầu tiên thì các bạn, nếu mà các bạn đã đọc tác phẩm rồi thì các bạn thấy là cô Hiền là một người có nếp sống thanh lịch, dù thời cuộc đầy biến động, từ cách ăn, cách mặc, cách nói chuyện thì cô Hiền đều luôn giữ cho mình một nếp sống thanh lịch. Ngoài ra thì cô Hiền là một người thông minh, tỉnh táo và thuận thời. Vào năm 1956 thì cô Hiền đã quyết định bán 102 ngôi nhà cho người kháng chiến ở. Ngoài ra cô Hiền còn một người vô cùng tinh tế khi mà cô đã biết cách ứng xử với chính sách cải tạo tư sản của nhà nước, bởi vì khi chồng cô muốn mua máy in mới thì cô đã ngăn chặn vì việc này, cô biết là việc này sẽ vi phạm đến chính sách. Cô cũng là một người không có lòng tự ái, ganh đua, thói thời thượng hay lãng mạn mơ mộng, mà cô vô cùng bản lĩnh là có lập trường, bởi vì mặc dù có ai nói gì đi nữa thì cô tính cô là đã nói là đã làm chứ không hề để ý tới lời đàm tiếu của thiên hạ. Ngoài ra về việc lấy chồng, vì sao cô lấy chồng mà lại khiến cả Hà Nội kinh ngạc, bởi vì mặc dù cô là một người am hiểu rộng, cô đi đây đi đó, nhưng mà cô lại quyết định lấy chồng là một người giáo viên cấp tiểu học hiền lành. Đó là điều khiến cả hai Hà Nội kinh ngạc. Thêm thế nữa, cô còn suy nghĩ cho tương lai của cả gia đình khi mà cô nói là khi mà cô tính toán cả chuyện sinh đẻ con sao cho hợp lý, đảm bảo tương lai cho con
thái cả gia đình. Cô nhị biết nhìn nhận mọi việc theo đúng bản chất, nhất là khi mà con và chồng của cô gọi anh Khải là đồng chí thì cô đã nhắc nhở lại là phải gọi là anh Khải. Sau đó thì khi mà người cháu của cô, người cách mạng hỏi về cuộc sống sau khi giải phóng, cô không hề giấu giếm mà nhận xét thẳng thắn và vô cùng sắc sảo, khiến ai cũng nể phục. Điều quan trọng cuối cùng trong phẩm chất của cô đó chính là cô luôn cố gắng trân trọng và gìn giữ truyền thống văn hóa của người Hà Nội. Như vở kịch lúc đầu thì con đã cho thầy đã biểu diễn cho các thầy cô thấy, thì cô luôn muốn cô luôn cố gắng trân trọng giữ gìn truyền thống văn hóa từ cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng của một người Hà Nội. Và đó cũng là lý do mà tác giả coi cô là hạt vụn vàng. Đến với lại hình ảnh cuối cùng của tác phẩm đó chính là nét đẹp Hà Nội và những sự thay đổi. Thì vào cuối chuyện thì nhân vật tôi đã cảm thấy được cái sự thay đổi ở Hà Nội, gồm cách chạy xe, cách hỏi đường, cách ăn mặc. Đối với nhân vật tôi sau một thời gian quay lại thì cũng đã thấy Hà Nội đã có rất là nhiều cái sự thay đổi khác nhau. Và nhân vật tôi lại cho rằng là người Hà Nội dần dần thay đổi và dần dần trở nên thiếu lễ độ. Nhưng mà cô Hiền lại cho rằng là Hà Nội luôn có một cái vẻ đẹp riêng của một cái thời điểm đó. Có một cái câu mà mình cảm thấy rất là hay ở trong cuối phần tác phẩm, thì cô Hiền đã nói rằng là người Hà Nội thì người già, đặc biệt là người già thì họ luôn có một cái thời vàng son của họ, nhưng mà Hà Nội thì cô lại không cho như thế, và cô lại cho rằng là Hà Nội thời nào cũng đẹp hết, và Hà Nội có một cái vẻ đẹp rất là riêng cho từng cái lứa tuổi, cho từng cái thế hệ khác nhau. Và ở trước nhà của cô Hiền cũng có một cái cây xi, và nó dần bị mần gốc, nhưng mà dần dần thì sau khi mà xe chính quyền lại và định là cũng sẽ kiểu như là lấy cái cây đó đi, thì lại thấy là cái cây xi này nó lại bắt đầu có cái sức sống, nó bắt đầu có những cái mầm non và nó trổ ra những cái lá non. Thì cô Hiền cũng cho rằng đây là một cái ví dụ cho nhiều cái thế hệ Hà Nội, cho rằng là cây xi luôn luôn là đại diện cho một cái thế hệ Hà Nội và luôn có một cái nét đẹp và có một cái vẻ đẹp riêng. Và đây cũng chính là cái slide cuối cùng của nhóm. Cái bối cảnh như vậy, cái khung cảnh như vậy sẽ
sẽ có rất nhiều cái giá trị trong việc thể hiện. Tại vì con biết đối với người Việt Nam mình hay mắc cái điều sắp tới hiểu cũng tất niên, chiều 30 Tết đó là một cái khoảng thời gian rất là thiêng liêng, cái sự gắn kết giữa người sống và những người đã khuất, những cái tình cảm ở trong gia đình. Con thấy cái cách xây dựng bối cảnh và mối liên hệ, chị Hoài là một người con dâu cũ, chồng của chị Hoài là liệt sĩ đã qua đời rất lâu rồi, chị đã có một gia đình mới rồi, 9 năm rồi, nhưng mà dù vậy, dù ở xa nhưng chị vẫn luôn quan tâm và vẫn luôn biết những cái biến động xảy ra trong gia đình của ông bà. Và thấy cái cách phát triển xây dựng bối cảnh như vậy rất là quan trọng. Và phần cuối cùng, con thấy trong chuyện ngắn với con, cái đặc trưng của chuyện ngắn, con thấy mỗi chuyện khi chúng ta đọc tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng sẽ có những cái hình ảnh, những cái chi tiết mang tính hình tượng và thể hiện cái tư tưởng của chuyện. Như lúc nãy nhóm cuối cùng các con có giới thiệu chi tiết đó là hạt bụi vàng của Hà Nội, nhân vật Cô Hiền, một hạt bụi vàng của Hà Nội, hay là cái chi tiết là cái cây si bị bật rễ lên, ai cũng nghĩ là nó sẽ không thể nào sống nổi, vậy mà một vài ngày sau cây si lại bắt đầu bén rễ trở lại và có những chỗ non, những cái động huyết mới. Và con thấy rằng là khi mình đọc một cái tác phẩm truyện, các con cần lưu ý những cái kỹ năng này để có cái phần nào đó chúng ta cảm nhận được trọn vẹn cái nội dung tư tưởng cũng như là cái đặc sắc của cái truyện ngắn các bạn ha. Phần cuối cùng thì các bạn mình sẽ thực hiện giúp cho cô khoảng 3 phút thôi, chúng ta sẽ ghi vào trong tờ phiếu này giúp cô, đó là cái điều mà con cảm thấy tâm đắc nhất trong cái tiết học hôm nay. Và một điều nếu có mà con còn băn khoăn, những cái điều mà con còn chưa rõ, hoặc là một cái góp ý con muốn thay đổi như thế nào để tiết học của chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Dạ, thì mỗi hạt mình sẽ lấy một tờ thì mình cũng cần ghi tên vào đây, con nhắc mình phải ghi cái phần phản hồi vào đây thôi. Còn cái phần mà chấm điểm của thì con mắt được.